Chiều ngày 22 tháng 5, câu lạc bộ phụ nữ từ thiện tỉnh cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 12 năm thành lập 2012-2024. Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Yến Mai, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Cách đây 12 năm, câu lạc bộ phụ nữ từ thiện tỉnh trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh được thành lập với 13 thành viên. Theo quy chế, Hàng tháng, mỗi thành viên câu lạc bộ đóng góp vào quỹ từ thiện số tiền 3 triệu đồng. Xét hỗ trợ cho hai hộ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thông qua hình thức trao tặng bò sinh sản, tạo điều kiện giúp họ dương lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Đến nay, câu lạc bộ đã hỗ trợ bò sinh sản cho 243 hộ gia đình với tổng số tiền gần 5,2 tỷ đồng. Từ 243 con bò được hỗ trợ, nhờ sự chăm sóc chu đáo của các gia đình đã sinh thêm được 426 con bê. Hiện có 57 bò mẹ đang mang bầu hoạt động của câu lạc bộ được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao nhận được sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng xã hội được đánh giá là câu lạc bộ duy nhất trong tỉnh có mô hình hoạt động hiệu quả thiết thực Nhịp này câu lạc bộ ra mắt 4 thành viên mới 12 thành viên của câu lạc bộ và một mạnh thường quân đồng hành xuyên suốt cùng câu lạc bộ được nhận bằng khen của chủ tịch ủy ban dân tỉnh vì sự đồng hành hỗ trợ cùng phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh tây ninh 12 năm qua